Còn có một sọt à. Còn cái là hấu này, 1, 2, 3 này, 1, 2, 3 nha. Rồi, 1, 2, 3, cái vỏ nè. Không, không, mọi người đếm đi. Ai lấy rồi đi lên. Chú Châu giờ biết ai lấy rồi. Rồi, 1, 2, 3. Wow, wow, wow. Rồi, phải giữ chưa? Rồi, làm sao mà phát được. Hồi phát luôn, đâu cần phát nữa. Dở ra một cái là hết rồi, đâu cần phát nữa. Gì nè, nhìn thấy dễ thương ghê á. À, sạch trơn rồi. Quá nhanh luôn, quá nhanh, cực kỳ nhanh luôn. Chưa có cái nào mà phát nhanh như cái này á. À, khỏe. À, được nửa cái hả? À, khỏe rồi, được nửa cái. Dễ thương quá. Khoai mì nước cốt dừa. Đây, mọi người nhìn đã chưa? Chị này chỉ làm, chị này chỉ làm nhìn đã thì có. Trời ơi, mới phát cái này, mới phát này. Cái này còn y nguyên hết. Hãy sức từ từ, khoai mì nước cốt dừa. Đồng quá, đồng quá. Ở Tây Ninh là thường có những cái buffet kiểu này lắm ha. Buffet rồi chợ lá rồi ở Tây Ninh là nó... À, diễn ra thường xuyên trong năm, cứ mọi người để ý là nó thường có lắm. À, chùa Gò Kén đó là mình đi là lần này lần thứ hai rồi đó, nhưng mà thường là đi quay xong một đợt là không còn nữa, bởi vì biết sao người đông lắm, cho nên là cái lượng khách ở Sài Gòn tới lên cũng nhiều ha, rồi ghé Tây Ninh cũng nhiều, cho nên là cỡ mấy chục gian hàng đó, hình như là 50 món hay trên 50 món gì đó thì chỉ nhanh lắm. À, để cái món gì mà đồ hủ nhiều quá trời nè. Đây. Đây đây, để món gì vậy cô? À, cơm sườn bì. Dạ. Cơm tấm sườn bì, giờ qua coi có gian hàng cơm tấm sườn bì coi. Wow, trời nó đông. Quá đông luôn mọi người. Đây, số lượng người đây là nội xuất cơm không là đuối luôn đó. Ôi, làm hết sức sạch sẽ luôn. Nhìn mọi người nhìn cái cọng rau kìa, rửa sạch sẽ tất cả đó đó. Trời ơi, la quá. Đông quá, la quá. À, trứng nè, bì nè, xương nè, rồi đậu hũ nè. Tí tủ nè, tủ đã quá. Dạ. Cho con ké một xíu. Đây cái sườn, sườn này. Ôi trời ơi, cầm cái hộp cơm ra không được luôn. Trời, cơm này là cái lâu là vậy không? Quá đắt khách luôn. Đắt khách quá. Cho nó nhỏ trước đi con ơi. Quá trời, quá đắt luôn. Không còn một cái chỗ, không còn một cái chỗ để nhấc chân luôn, chen chân luôn chứ đừng nói là ấy. Wow. Đây mọi người thấy không? Cái ăn buffet miễn phí ở chùa Gò Kén nha mọi người. Mất tiền. Mất tiền hả? Mất tiền, mất mười mấy triệu. Mất mười mấy triệu luôn. Trời ơi. Sao? Có chen vô á. Chen chen gì à, mất. Bà đi về rồi đó không? Bên bển người ta không có cho, không có cho. Chào mọi người.
làng rồi. Quá trời quá đất luôn. Quá dữ luôn. Bởi vì đông quá cho nên là không có thể nào mà phục vụ kịp ấy. Nhiều người thì nói chung là chờ lâu quá thì cũng nắm vậy thôi, chứ là giờ mình thấy là không có thể nào. Đông quá, đông quá. Quá tải rồi. Quá tải là không thể nào phục vụ nổi cái. Đây giới thiệu mọi người là cái cảnh ăn buffet chay miễn phí ha. Ở đây chùa Cò Kén mọi người đông quá trời luôn. Ôi. Theo ban tổ chức thông báo thì hình như là 10 rưỡi nhưng mà bây giờ là mới có hơn 9 giờ diễn ra rồi. Đông quá, đi dạo mấy cái đường này cho mọi người xem. Đây là cà ri bánh mì. Đạo tràng Gò Kén. Ôi trời. Diễn ra nhanh quá ha. Ôi đông quá. Coi như là hết mất rồi. Ôi. Vậy là nó diễn ra sớm. Trời. Nãy giờ còn có món gì ra mà đông quá này. Trời ơi, thấy người không á, không thấy cái thức ăn đâu, thấy người ơi. À, đây bữa nước. Ôi trời ơi, mọi người ơi, nó đông quá trời đông luôn. Đây bữa nước nhìn ngon quá này. Đông quá không biết làm sao mà cho ấy. Dạ, chào chị. Thấy bên nước còn chứ mấy món bên đây hết trơn rồi. Hết nhanh quá. Bên kia hết rồi hả? Bên kia hết trơn rồi, không còn gì hết á. Đi đi ra phía ngoài chỗ đây người ta làm mà đâu có. Cho con em cho em quá mất điện thoại rồi, chị mới mất cái điện thoại với tiền hết trơn rồi, cho em họp thôi. Em mất điện thoại á? Mất điện thoại với tiền hết trơn rồi. Trời trời. Có chỗ trơn rồi xin con họp. Đó nhiều người ngồi trên nhiều người mất điện thoại á. Góp 15 triệu khóc con sông á. À đúng. À đúng rồi, bà đó. Em góp rồi. Cái bà đó em gặp ngay chỗ bãi xe hàng gì thấy bà khóc quá trời mà không biết chuyện gì, té ra là mất 15 triệu. Trời trời quá. Đó bây giờ. Bây giờ anh mất quá trời luôn. Chị đừng có đứng ở đây đi, chị sẽ có kia đấy. Ờ. Trời ơi, thằng gì à, nãy mới cứ vô bãi xe, thấy bà khóc quá trời mà không biết làm sao. Té ra là mất tiền, mất điện thoại. Mọi người đi những cái lễ hội đông dày là cẩn thận hết sức nha mọi người. Đông. Hả? Đi vô chùa mà còn không yên được nữa hả? Đi vô chùa mà không yên đó. Giữ cái tay, giữ cái điện thoại mà không kêu được á. Chứ đừng nói. Vô chùa bất ổn quá rồi. Đi, đi qua mấy món khác rồi người ơi. Bà chị bà nói là đi vô chùa tưởng yên, té ra là không yên. Ở đây bán sạch trơn rồi, không còn gì hết á.
Ôi trời, mấy món này thay nhanh, hết nhanh quá rồi. Này à, có à đây bánh, đây à, bánh bao đông quá trời đông luôn. Ở phía ngoài là hoàn toàn là không có chen vô được nha mọi người. À, đây à, chú chiên với bánh bao. Mấy cái món chú chiên như thế này à, thì nó còn, chứ mà những cái mà làm sẵn thì nó không còn ha, không có trời đâu luôn. Cái này biết sao là phải đi vô phía trong vậy nè nó mới được, cho còn phía ngoài là hoàn toàn là không có chen chân được ha. Bây giờ nó đông quá đông rồi. Thôi mọi người coi đây chú chiên ha, con này nó đông dài đây mà làm sao mãi. Bây giờ đi phía trong đây, đi phía trong đây mọi người mới thấy được à, chứ phía ngoài là nói là đây hoành thánh chiên này, đây xôi, đây xôi gì đây, xôi đậu hả, cái hạt tiêu. Trời ơi mọi người chiên cái sôi đây cũng nhìn ngon quá nè. Để đứng đứng xịt ở đây coi cái sôi này là sôi gì ha, sôi bắp hả? Sôi này gọi là sôi gì chị? Sôi mặn. Sôi mặn nó có lạp xưởng hả? Xưởng chay. À lạp xưởng chay, lạp xưởng chay bắp với lại bắp. Này nhìn ngon quá nè. Dạ. Đông quá trời đông luôn. Dạ em hả? Dạ, làm chi vậy? Dạ chị, quá ngon luôn mọi người. Ở phía ngoài kia là đi không được ha, quay nước qua cho mọi người xem nè. Chỉ có đi ké phía trong này, phía trong này thì người ta làm á thì mới đi lọt thôi, còn phía ngoài là không có đi được ha. Wow, trời ơi, đây à, đây là làm hoành thánh, làm hoành thánh chiên, hoành thánh chiên mọi người. Ở đây còn cái món gọi cuốn nè, nhưng mà hình như chưa cắt thì phải. Đây một hai người làm thì làm sao mà phục vụ kịp mọi người nhìn. Làm đồ chiên tại chỗ đây rồi thấy nó. Đây là bún nè, đây là kiểu bún thịt nướng nè. Chị nhìn vậy nè, chị làm đổ mà hơi đó trôi hết phắn rồi. Wow, giác bị bứng luôn. Đây là bánh mì, à bánh mì chay. Bánh mì chay, cái gian hàng nào cũng đông nghẹt ha, quá khủng khiếp luôn. Đây những phần thức ăn mà xong rồi, nhận xong rồi người ta ra đây mọi người. Wow, đông quá.
bởi vì cái ở đây là không có phố trí chỗ ngồi ăn ha, cho nên là trong cái công viên này mọi người ai ngồi cho được chỗ nào ngồi thôi. Ê, đông quá đây, quá đông luôn. Ui trời ơi. Đây hình như là người ta sẽ làm sớm hơn sao ấy, chứ bây giờ là coi như gần hết rồi. Ở phía Ba La hình như là, ôi mọi người vô này, khoai lang, khoai mì nè, khoai mì nước cái kia bốn bía, là đó đó. Đây mọi người chi đông quá. Đây là phía sau mà nó còn đọc dài đó, đừng nói là phía trước. Wow, cái này nhìn đã quá vậy. Wow, mấy cái khoai mì nước cốt dừa nhìn đã chứ nè. Ôi trời 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 trời. Quá đông luôn. Khoai mì nước cốt dừa. À, muối mè nữa. Muối mè, muối ngọt ha. Cái đợt này mắc điện thoại nhiều quá mọi người. Rồi thôi kết thúc cái gian hàng này, đi qua mấy cái gian hàng kia coi. Ồ, quá khủng khiếp luôn. Ồ, gian hàng này thì hết rồi nè, hết sạch trơn rồi. Tiếp tục qua bên kia nữa coi. Cái này lắng đi phía sau này nha mọi người, chứ phía trước thì bây giờ là coi như là thất thủ rồi đó, thua rồi đó. Trước rồi hôm qua không còn. Ở đây cũng quay mì luôn ha. Đây quay mì luôn nè. Các em gái bà rất là xinh luôn. Wow, hết rồi nhưng mà ôi. À, xin được cô quay nữa. này hết rồi phía trước rồi hả? Trời ơi, quay với mì. anh này lòng thiếu thế luôn à. Đó, lấy bọc đi bỏ cho dễ. Nó cầm tay nó khó cầm. Wow, cây lan quay mì. Đây nè. Rồi đây cũng khoai lang quay mì. Đúng là đầu là nhìn mặt nhăn nhó rồi hả. Rồi tiếp tục đi. Hỏi dài sao mọi người chen cách nào mình cũng không biết làm sao mà ấy nữa. Hết sức cẩn thận với cái tư trang cá nhân ha, bởi vì quá đông luôn, đông khủng khiếp luôn, không phải là đông vừa luôn. Đây là cái quầy nước mọi người. Đây quầy nước. Rồi tiếp tục chen vô phía trên đây. Ở đây đứng ở phía trên này, đây bánh xèo. Ở phải không? Bánh xèo cái gì quá. Cái gì phía sau kìa, cái bát rau phía sau đây lại cái khủng luôn à. Ôi trời ơi. Đây đó. Đây gọi là bánh xèo gì cô? À trứng chiên hả? Dạ trứng chiên. À dạ. Nó có cái bánh tráng nữa cho nên nhìn không ra luôn đó, tôi cứ tưởng bánh xèo. Hậu vị gấp la. Nhìn hay ha. Quay mì. Đây. Đúng là không biết bây giờ đông như thế này, không biết là đưa cho ai cho hợp lý luôn đó. Đưa bên đây, đưa bên kia, đưa hướng bên đây rồi đưa bên kia. Vì vậy đưa cho ai cũng đưa tay và biết đưa cho ai. Em nói là không đưa. Chị em coi đẩy luôn cái bàn này vô đây đó. Thôi nè, ở chỗ nào cũng vậy mọi người, bên kia cũng vậy đó. Ngạt ngư luôn. Chỗ nào cũng khủng khiếp hết rồi.
mấy người bị mất điện thoại, mọi người người ta khóc cái tội quá đi. Rồi đó, nãy giờ cầm cái hộp cơm là không ra được luôn. Phải cầm được hộp cơm là không bước ra được luôn. Đông lắm mọi người ơi, như kiểu này biết bao giờ phát ra đủ. Rồi tiếp tục dạo đi các cái quầy khác đi mọi người, bởi vì đông quá đông. À, quầy nào nó cũng đông vậy đó. Đây đây quay ra trên cao một xíu cho mọi người thấy, bởi vì quay ở dưới đó. Đây là thơm ha, căng đặc người luôn. Quá khủng khiếp. Mày khốn ha. Bây giờ chưa hết cái các cái gian hàng ở đây là coi như là hết giờ luôn rồi đó. Rồi đi ra phía ngoài xíu nha mọi người. Đây là không gian chính giữa này, chính giữa có khách sạn. Chị vào tham gia bút quê, tránh trường hợp bị móc túi, điện thoại, bút tiền. Chúng ta hãy tự giữ lấy điện thoại và bút tiền của mình để kẻ gian đó trà trộn vào khu vực bút quê, móc túi và dùng điện thoại hãy ghi đặt mật. Và quý cô chú chị hãy giữ vệ sinh hơn cho khu vực bút quê. Sau khi chúng ta dùng bút quê xong, rác chai nước tất cả chúng ta bỏ vào thùng rác giúp ta hay gì đó. Đây có bố trí bàn ăn ở phía trong này nè mọi người. Đây là bánh đúc ha, bánh đúc lá dứa. Cái này cắt không kịp rồi, chắc làm không kịp rồi, bởi vì đông quá rồi. Bánh đúc lá dứa này. Đây bánh đúc lá dứa chị ha. Bánh đúc lá dứa. Chuyện nãy bà nói bà đi lấy ra mà. Đó, ông ấy đi nè. Ui, đi nè. Chị ơi, ơi đâu đây 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 đây. Chén này đừng bên đúc, tiếp tục di chuyển qua mấy quầy phía dưới bên kia mọi người chứ không. Không là đi chậm xíu, chậm nữa là sạch cơn luôn đó. Ở đây bố trí bàn ăn lịch sự quá nè. Nhưng mà bởi vì không đông quá cho nên là không có đủ chỗ ngồi. Đây là khu vực bánh xèo. Đông quá, cái gian hàng là cũng đông quá, dữ quá, dữ quá. Không cho lấy hộp nữa. Cho lấy hộp nữa, đi vô phía cái khu mà đổ bánh xèo phía trong này ha. Đó, cái đợt trước mình đi thì không có đổ bánh xèo, đợt này thì thấy có đổ bánh xèo. Đó là khu vực đổ bánh xèo nè mọi người. Quá đông. Wow,
Đây bánh xèo, đây bánh xèo chay Tây Ninh đây. Đủ có kịp đâu. Này đủ có ai ai xí trước được trước. Làm vậy là không bao giờ làm bánh xèo mà ra bánh xèo đó là tiêu mất xèo. Làm vậy là không thể làm. Làm vậy là tới chiều chỉ được có mấy cái bánh thôi. Mỗi lần một người kia dạ tới chiều chỉ được vài cái bánh. Ở đây để bản là bánh xèo cà phê. Đũa kìa, có ba đũa kìa, lấy hai đôi đũa. Đó, bên đó đó. Đây cơm chiên. Đây cơm chiên chiên cháo, bánh xèo luôn nè. Phía ngoài là khách thủ rồi, không có thể nào mà lắng thì cái chết quá dữ luôn. Chị đưa cái hộp đi đây, bỏ ra lên luôn chứ không có hộp nhiều để cho chị không cảm. Không con đi ra đây cũng đừng chui ra. Quá dữ luôn. Này bánh xèo chay ăn trứng bánh mặn ha. Này là mình bánh xèo với cơm nữa hay sao mà có cái tô cơm vậy? Vậy đó hả? Đông quá cho nên là đổ bánh xèo, mọi người biết là đổ bánh xèo không phải có thời gian nó chín nữa, đổ cũng có dài rồi thôi chứ đâu phải là đổ hết được đâu, rồi lần đổ nhiều được cho nên là rồi tiếp tục đi qua cái gia hàng khác đi mọi người. Đằng nào cũng vậy á, đông nghẹt luôn. Đây cái quầy nước này múc tót mà hậu luôn. Dạ, à, thấy thấy cầm rồi có vá cái kiểu đó thôi là mọi người biết là múc thấy công lực rồi đó. Đó đông quá trời đông vậy sao. Nước thằng é thằng xăm é thằng hai người múc rồi múc kẹt múc dậy mà nó đó. Dạy mà không kịp đó, đừng nói là chắc quá trời luôn. Quá trời luôn. Mọi người thấy dữ không? Đó, ở đây là phải có năng lực làm việc hết công suất mới được. Cải lộn quá trời rồi. Cải lộn quá trời luôn, làm không có kịp nữa. Làm không có kịp. Làm không có kịp nữa, cải lộn quá trời luôn. Bánh xèo đổ nó lâu. Mà nhiều người chờ quá. Nắng nóng nữa, la trời đằng đất ấy. Giờ mới 10 giờ.
Đây cái quầy cơm tấm nha mọi người, cơm tấm sườn bì chả. Rồi bây giờ các quầy dường như là hết hết rồi, giờ có quầy cơm tấm cũng đông lắm luôn đó. Đây các chị làm ở trong này nè. Bánh đây, bánh gì đây ta, đây bánh gì ta, bánh bông lan, bánh bông lan chứ không phải bánh bò, bánh bông lan. À bánh bông lan bây giờ mới đưa ra nè, quá trời đẹp luôn. Như vậy là các quầy này á thì cứ người ta, những người đi đi muộn á mọi người, thì người ta cứ bày ra bánh ra thôi ha. Bây giờ mới đưa ra luôn hả chị? Dạ. À vậy hả? Ôi trời. Có nghĩa là cho lần hai vậy đó. Cái này cho nhanh nè. Sa hả là sa hả là vậy. Sa hả là tiêu liền. Ô trời ơi sạch trơn luôn. Không kịp phát luôn. Thì này thì thử thôi. Không đè, không đè. Bà chủ ơi, bà chủ bị đè quá rồi. Wow. Ồ đưa ra cái là hết liền luôn. À, mọi người gì ta? Ừ.
Rồi. Quá dữ luôn. Dạ cảm ơn. Ôi cây bánh còn nóng hổi luôn rồi, mới ra lò sao luôn á. Hết luôn, hết luôn rồi. Cái khu này á gọt nồi cái thơm không mà mọi người nhìn hết rồi luôn, hết rồi đó. Đoạn đường có mấy trăm mét mà chắc phải đi cả tiếng luôn rồi. Quá còn khiếp luôn rồi. Đây cái ngõ từ quốc lộ 22 đi vô cái chùa Gò Kén có chừng 200 mấy, 200 mấy chạy. Cảnh sát giao thông vô rồi. Wow. Em qua bên này được không? Chỗ này nhỏ quá bước qua không được. Chết dở chơi. Đi qua cái giờ chút xíu. Rồi dính rồi, dính rồi, dính rồi. Ở ngoài vô quá đông luôn. Đây
xuống đường ruộng luôn. Xe luôn. Đứng chỗ luôn. Đây chú về ruộng. Đây xuống đường bờ ruộng. Đi chùa cực quá. Dạ không đi làm chi. Quá trời quá đắt xe quá. Dắt đi qua bên đó luôn. Đó cái cổng phía trước á. Không đi được á. Đúng rồi, chạy ra. Rồi xuống đó. Đúng rồi, xuống đó chạy ra 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 ngoài đó rồi. Xuống ruộng. Mát đã. Ông đó đưa xe tôi nằm ngay đường tôi còn ra được xe ông lấy thì tôi mai qua lấy. Dùng đây, mai rồi. Đi. Xong. Giọt xuống bờ ruộng đi luôn, bờ đê đi luôn. Xuống ruộng rồi mà cũng kẹt nữa chứ đâu phải. À, ra chỗ kia là hết kẹt rồi kìa. Nó chỉ cạt hơi cái xe hơi ấy thôi. Đường trứng chính nó cạt cứng á, cho nên là người ta phải đi đường ruộng để vô chùa Kén. Quá đông luôn. Cái đường chính này, cái đường quốc lộ 22 nè. Quá khủng khiếp luôn rồi.